về. Chơi nha các bạn, vườn chuối đó các bạn, giờ vườn chuối nó cũng già rồi, mình đốn vô mình thu hoạch ha, trái nó hơi nhỏ nha các bạn. Mình lấy cái cây mình làm một món cho các bạn cùng thưởng thức với mình nha. Rồi giờ mình đốn gốc chuối nha các bạn. Quá to quá vậy các bạn. Ê, các bạn thấy không? Giờ mình chặt cây chuối ra, mình gáp thành cái hình nè các bạn. Đó, thành cái hình một lò nướng ha. Mình sẽ để cái con cá vô cái khúc chuối này, mình phát cái đầu này các bạn. Mình phát cái đầu này ha. Đây, mình phát cái đầu này nha các bạn. Mình lấy cái lỗi này ra ha. Mình sẽ cho con cá vô đây. Bỏ con cá vô, mình để lên cái lò này mình nướng ha. Mình bỏ than vô đây mình nướng nha các bạn. Đó, mình tận dụng cái buồng chuối mình đốn hoài rồi, mình làm nè các bạn. Rồi giờ mình sẽ lấy cái lõi của cây chuối ra nha các bạn. Để mình có cái cây, mình chuẩn bị cái cây đây ha. Đó, bây giờ mình bỏ vô mình xây như thế này nha các bạn. Đó, mình xây, mình lấy cái lõi ra ha. Đó, mình phát xong cái lỗ rồi nha các bạn. Đó, thông qua tới bên kia ha. Đó, các bạn thấy không? Đó, bây giờ mình cho cá vô đây ha. Bỏ con cá vô đây nha các bạn. Rồi, mình có đi chợ mua được hàng cá nè các bạn. Đó, hai con cá sống rất là ngon ha. À, mua ngay cái chỗ chị bán cá đồng, cá nuôi ngoài đồng là cá đồng cá đẻ đó các bạn. Mình mua được hai con này ha. Rồi mình sẽ nướng một con nha các bạn. Nướng con này đi ha. Đó, nướng con này đi. Nướng con này nó lớn lớn. Nướng con kia nó còn hơi nhỏ hơn ha. Nướng nhiều quá ăn không hết nha các bạn. Mình bỏ muối vô ha. Đó, mình làm nhớt cá cho nó sạch nha các bạn. Đằng khi mình bỏ vô cái ống chuối nó ngồi mình làm cá xong rồi nó không có nhớt nha, tại vì nướng chuối nó không có khô giống như nướng ở ngoài nha các bạn. Mình chuẩn bị ha, hai trái chén cốt chanh ha, trái cốt chanh nha các bạn. Đó, mình cà nhớt, mình cạo nhớt cá cho nó sạch ha các bạn, con cá nó đừng có tanh ha. Đây trái này, này hai trái nha các bạn. Rồi mình sẽ tẩm cái muối với cái chanh này vô, mình tha lên con cá ha. Đó, nó sẽ cuốn cái màu nhớt ra các bạn thấy không. Đó, làm nhớt cho nó sạch nha các bạn. Rồi mình sẽ bỏ vô cây chuối mình nướng nha. Rồi giờ mình cạo nhớt cũng xong rồi nè các bạn. Rồi cá nó cũng sạch rồi nè các bạn. Giờ mình nhét nó vô cây chuối nha các bạn. Đó, giờ mình nhét nó vô. Nhét nó vô đây nha các bạn. Đó, đó. Rồi mình làm cái nắp mình đậy lại ha. Đó, cho nó khỏi con cá luôn nha các bạn. Đó, đó các bạn thấy không, cho con cá nó nằm vô luôn, lọt vô trong cái chuối luôn ha. Tí nó cứng cứng vậy là mình quay cây chuối con cá nó không xây được nha các bạn. Bây giờ mình sẽ gấp lên, mình gấp lại ha. Đó, mình gấp nó lại nha các bạn, coi cho nó ngay cái khớp nào. Đây ngay khớp này nha các bạn, chốt ha. Đó, rồi cái đầu dưới cũng y vậy nha các bạn. Rồi giờ mình bắt đầu mình cho than vô nha các bạn. Rồi giờ mình nhóm nha các bạn, nhóm lửa ha, mình đốt nha các bạn. Rồi than nó cũng cháy rồi các bạn. Rồi, mình bỏ lên mình nướng ha. Rồi, mình sẽ ôm lại mình nướng nha các bạn. Đây, rồi mình bỏ con cá lên mình nướng ha. Đó, các bạn thấy không, đó lửa nó cháy rồi, mình nướng chừng nào cây chuối nó cháy tàn cây chuối nha các bạn, cây chuối nó chín rồi là được ha. Đó, mình có thể mình chỉnh sửa bằng cách mình xay nha các bạn. Đó, mình xay như thế này. Đó, mình đốt cho nó cháy, cứ cháy rồi các bạn, để nó chín cây chuối nha. Lá chuối là bao la nha các bạn, lá chuối là vô tư vô chợ. Đốt cho nó chín cá nha các bạn, ở trong ha, không sợ khác nha các bạn.
thoải mái ha. Đó, các bạn nướng như thế lá chuối cứ cho vô, mình nguyên cả vườn chuối, lá chuối khô đầy rồi, không sợ ha. Hồi than nó chín nó sẽ để than nha các bạn, đốt cho than nó chín luôn ha. Giờ trong khi chờ đợi về mình cá chín đó các bạn, mình đi chuẩn bị rau ha, mình bỏ đại đây nó không khác đâu nha các bạn, tí mình ra mình trở ha. Đó, giờ mình xay qua cái rồi mình đi nha các bạn. Đó, mình xay qua cái rồi để cho nó chín, tự nhiên nó chín nha các bạn. Giờ mình chuẩn bị pha nước pha mắm nha các bạn, pha mắm để ăn ha. Mình có chuẩn bị chai mắm nè các bạn, mắm này mắm cá cơm con nha các bạn, mắm cái nha, người ta kêu bằng mắm cái, có con mắm cá cơm trong đó nha các bạn. Rồi mình sẽ cho vô đây ha, mình có chuẩn bị là 40 củ tỏi cô đơn với lại 5 trái ớt nha các bạn. Giờ mình sẽ làm mắm ha, mắm mình tí mình chấm mình cuốn nha các bạn. Thì cái mắm này nó cũng vừa ăn nè các bạn, mình về mình sẽ cho thêm muỗng cà phê bột ngọt nha ha. Rồi thì một muỗng ăn canh đường nữa được nếu các bạn ăn ngọt ha, còn không ngọt thì mình nửa muỗng thôi nha các bạn. Đó, rồi xong rồi mình sẽ dắt nửa trái cốt chanh vô là được rồi nha các bạn. Đây mình có chuẩn bị nửa trái cốt chanh này ha, mình sẽ dắt luôn ha, chanh này chanh không hạt nha các bạn. Rồi mình đảo đều lên là thế là mình chấm được rồi các bạn, rất là ngon. Đây nhìn ta ăn mắm nêm nha các bạn, ăn mắm nêm, mắm này mắm kia tùy do các bạn thôi, về muối ớt cũng được nha các bạn, mắm y cũng được tùy do các bạn ha. Còn riêng mình thì hôm nay mình đi chợ mình thấy mắm cái ngon quá mình mua nè các bạn, rất là vừa ăn mà ngon ha. Rồi rồi mình nướng được 3 tiếng rồi đó các bạn, chưa biết nó có chín hay không, chờ nó tàn than cho nó xay đều lên nữa ha, thêm nữa nha các bạn, để thời gian thêm nữa ha, chứ để sợ ra cá con cá nó không chín nó không ngon nha các bạn. Đều tan trái cho nó trái đều ha. Đó, để sợ ra. Rồi giờ nó cũng chín được rồi đó các bạn, mình dỡ cá ha nha các bạn. Đó, mình dỡ cá coi nó có chín đều không ha, để như thế nào nha các bạn. Đây, cắt nha. Ui da, nóng quá các bạn ơi. Đây. Nó hầm mà các bạn, nó hầm nó rất là nóng ha. Đây tới cá rồi nè các bạn ơi, quá tuyệt vời. Mình chở cá lại nha các bạn. Đây mình sẽ chở cá lại ha. Đây chở cá lại nha các bạn, đó bạn coi cực kỳ ngon, khói lên nè các bạn. Giờ mình lấy cái dải nó ra ha, dải ra đang dùng nha các bạn. Đó mình sẽ dẹt cái dải qua một bên ha. Đó, quá cực kỳ ngon nè các bạn, chín đều hết. Đây mình có chuẩn bị rán mỡ hành nha các bạn. Đó, giờ mình sẽ gắp mỡ hành lên ha. Ồ, cá cực kỳ ngon nha các bạn. Quá tuyệt vời. Rồi, có chuẩn bị ớt đây nè các bạn. Ớt đi ha. Đây, có ớt nó mới ngon nha các bạn. Đó. Ớt vô cài cá phải có ớt mỡ hành. Thơm ngon ha. Đây, rồi các bạn coi cận cảnh đây, quá tuyệt vời các bạn ơi. Chín đều hết nha các bạn. Quá ngon. Rồi, giờ mình sẽ để cá lên cuốn nha các bạn. Đây để mình lấy mắm ra ha. Đây, mình phải dán lại với để ra ngoài đây cho các bạn biết không? Thấy dữ lắm các bạn. Đây, xin mời các bạn nhé, quá tuyệt vời rồi các bạn ơi. Đây mỡ hành ha, cá phải có mỡ hành nó mới ngon nha các bạn. Rồi cuốn này,
Rồi, xin mời các bạn nhé. Quá cực kỳ rồi các bạn ơi. Rồi, xin mời các bạn dùng nha. Cá cuốn, bánh tráng rau sống nha các bạn. Cá chuối trong nướng trong cây chuối cuốn, bánh tráng rau sống, mắm cái nha các bạn. Mời các bạn. Quá ngon. Béo mà nó thơm các bạn, không có nghe mùi tanh. Không có nghe mùi tanh cá nha các bạn, cực kỳ ngon, quá tuyệt vời. Nướng nó hơi lâu một chút các bạn, nướng 4 tiếng, 4 tiếng đồng hồ. Làm nó hơi cực chút mà rất là ngon ha, thưởng thức mới lạ, rất là tuyệt vời nha các bạn. Bữa nay mất điện nóng quá các bạn. Ra đây gặp không có gió. Ảnh đi ra cúp điện ra vườn chuối nó nóng quá các bạn. Ra vườn chuối mình làm món mới lạ cho các bạn cùng xem cùng thưởng thức với mình ha. Ê, các bạn cá chín đều hết cực kỳ ngon ha, quá tuyệt vời. Rồi xin mời các bạn nhé, xin mời đại gia đình mình nhé. Béo mà thơm nữa, hòa quyện cực kỳ ngon, cá chín đều hết luôn, quá tuyệt vời. Mỡ hành nó thơm nữa, quá ngon. Thịt cá nó ngọt các bạn, mà nó chắc không khô. Nước ở trong cái túi nó giữ cái nước các bạn, giữ cái nước rất là ngon ha. Thịt nước cá rất là ngọt nha các bạn. Cá nằm trong cây chuối là không bao giờ chảy đi nước nước đi đâu được, cho nên mình thử cái thịt cá các bạn ăn rất là ngọt mà ngon không tanh nha các bạn, rất là cực kỳ thơm ha. Quá tuyệt. Mắm gò rất là ngon, mắm mắm cái mà. Mắm cái nhưng mà mắm gò rất là ngon. Có cái con mắm cá cơm luôn nha các bạn. Có con mắm cá cơm luôn ha. Bữa nay mình đi chợ mình thấy mắm nó ngon quá. Các bạn chấm mắm nêm cũng được, bạn chấm nước mắm đông cũng được. Cá này dễ ăn các bạn, muối muối ớt cũng được, cực kỳ ha. Bạn nướng mất thời gian hơi lâu chút, 4 tiếng, mình làm là 4 tiếng mà nướng cho cái chuối nó cháy. Cái như các bạn nãy giờ thấy hai cái đầu này là hai cái đầu gáp nha các bạn. Mình cắt cho nó cạn thương cho các bạn dễ tầm nhìn thấy cái động cá ha.
Bên đây mình gỡ ra rồi nha các bạn, bên đây là cái đầu gáp nữa ha. Hai đầu gáp tại con cá nằm giữa đây các bạn thấy. Chơi cái hình con cá này các bạn. Đây, cái đùi đây ha. Đó. Chín đều hết. Mà rất là ngon nha các bạn, ngọt, thịt ngọt, mềm, không khô, không tanh, rất là ngon. Ở trước khi mình làm mình đã làm nhớt rồi các bạn. Vô đây là con cá nướng ra nó rất là ngon. Nếu các bạn làm nhớt là nướng ra con cá nó có nhớt, tại vì nó không khô được các bạn, nó có nhớt. Có nhớt nó không có ráo được các bạn. Ê, xin mời các bạn nhé, xin mời đại gia đình mình nhé, dùng cá chấm mắm cái nha các bạn, cực kỳ rất là ngọt thịt, không khô nha các bạn. Rồi xin mời các bạn nhé. Cải rất ngon. Thôi thì chắc có lẽ tới đây mình xin dừng video clip ở đây. Hẹn các bạn video clip ngày mai mình sẽ cố gắng làm những món ngon hơn cùng các bạn cùng thưởng thức với mình ha. Nếu các bạn thấy kênh mình hay, các bạn nhớ giúp mình đăng ký ủng hộ, đừng quên phần bình luận nhận xét thích bên dưới nha các bạn. Chúc các bạn ngày mới luôn luôn vui vẻ, tươi trẻ mãi không già. Bye bye, chào tạm biệt các bạn nhé.